Hello, xin chào tất cả bạn đến với channel của chú Hề Mini. Và ngày hôm nay thì chú Hề Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn bài tập về làm con heo. Rồi, với bài tập con heo này thì chúng ta chỉ cần một quả bóng. Chú Hề thích màu hồng, là màu hồng nhá. Rồi, lấy màu bong bóng màu hồng ra nè, sau đó chúng ta bơm lên. Con heo thì chúng ta bơm ngắn thôi nha, hai hơi. 1, 2, rồi. Chừa rất là dài các bạn ạ. Rồi, sau đó chúng ta cột lại nào. Rồi, việc đầu tiên chúng ta dùng một ngón tay, đây là ngón tay thần kỳ. Chúng ta giữ và đẩy mạnh cái đầu này vô bên trong. Đó. Sau đó chúng ta bóp mạnh và cầm lấy cái kết nối bên trong và dùng hai ngón tay đẩy ngón tay của mình ra bên ngoài. Đó. Sau đó chúng ta vặn lại. Sau khi vặn lại thì nó sẽ được hình thù như thế này. À, công đoạn coi vậy chứ hơi bị khó nha, các bạn hãy cứ tập từ từ. Sau đó chúng ta lấy ngón tay út chúng ta giữ vào đây. Để chúng ta giữ lại. Sau đó chúng ta làm lại một hạt đậu nhỏ thôi nha các bạn. Đậu nhỏ xíu thôi. Đó. Sau đó chúng ta cần một đoạn khoảng 3 ngón tay. Xoắn một cái. Xong tiếp theo chúng ta tạo một hạt đậu bằng 2 ngón tay. Tức là khoảng bằng một nửa của cái hạt đậu như thế này là được nè các bạn. Sau đó chúng ta lại dùng một đốt khoảng 3 ngón tay. Bằng với cái đốt vừa làm và tiếp tục lại một đốt nữa bằng với hạt đậu này, 2 ngón tay. Sau đó chúng ta lại tiếp tục tạo thêm một đốt nữa bằng với cái đốt này, 3 ngón tay. Sau khi nó sẽ được hình trụ như thế này nè các bạn. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái đốt 3 ngón tay này vào cái đốt nhỏ này, gắn đầu này nha các bạn. Đây, nó ra hình trụ như thế này nè các bạn. Hãy gọi chưa nào. Sau đó chúng ta dùng cái mũi này nè, chúng ta để ra bên này và chúng ta khóa hai đốt nhỏ này lại với nhau. Sau khi khóa thì nó sẽ được hình thù như thế này nè các bạn. Ra cái đầu con heo. Sau đó chúng ta bắt đầu làm chân của nó, ba đốt tay nha các bạn. Rồi một cái chân, tiếp tục thêm một đốt nữa, ba ngón tay bằng với cái này, ba ngón tay đúng vào đây. Sau đó chúng ta làm một đốt nhỏ để giữ cái cổ lại, một đốt nhỏ nè, xíu thôi nha các bạn. Đó. Xong giữ, để xem cho các bạn dễ nhìn đây ta. Giữ nè, xoắn nó lại với nhau. Sau khi xoắn thì cái đốt nhỏ này nó sẽ giữ cái cổ lại. Sau đó tiếp tục chúng ta tạo một đốt khoảng 4 ngón tay làm cái mình của nó. Rồi lấy tay giữ lại, tiếp tục làm hai chân sau, ba đốt tay, ba đốt tay, gắn nó vô. Đoạn còn lại chúng ta chia đôi nó ra, chia đôi nó ra. Rồi chúng ta gắn nó vào đầu này nè, chia đôi ra xong gắn vào đầu. Các bạn có nhỏ còn lại chúng ta bóp thật mạnh cái nào, rồi chúng ta gắn nó xuống phần đuôi của nó nha các bạn. Bóp phần mạnh nào, hay lì hả bởi là một đốt nhỏ vào cái đuôi của nó nha. Sao cái đuôi rất là tí hon đúng không nào. Coi vậy chứ con heo này không đơn giản nhau đâu nha các bạn. Các bạn hãy cố gắng lên. Rồi công đoạn tiếp theo của chúng ta là vẽ của nó thôi. Con mắt, hai con mắt, mũi heo. Rồi để tránh hiểu nhầm nó là con lợn thì chúng ta ghi chữ heo lên luôn nha các bạn. Heo. Rồi như thế là đã xong rồi. Mọi ý kiến thắc mắc gì thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới và hãy nhớ như thường lệ like, share và subscribe kênh của chú Hề Mini nha. Bye bye.